thứ nhất cái mặt đất 3 mét, độ sâu thứ hai cái mặt đất 6 mét, độ sâu thứ ba cái mặt đất từ 8 đến 10 mét, có nơi sâu tới 12 mét. Cánh sẹo của đất và bông pháo loại lớn. Trong bì đạo đây là hầm hội họp và làm việc, còn đây là hầm ăn, nối liền với bếp nấu giấu khói hay còn gọi là bếp hoàng cầm. Hoàng cầm là tên của người chiến sĩ đã sáng tạo ra bếp. Đặc điểm của bếp này khi nấu ở đây là khói không trực tiếp bốc lên mặt đất, mà khói có ống dẫn khói và có ụ chứa khói này. Ụ này đây sang ụ khác khi lên đến mặt đất, khói chỉ la đà như làn sương mỏng, máy bay và đất vuông khó phát hiện. Hầm sơ cứu thương binh, hầm dự trữ lương thực và vũ khí. Đặc biệt du kích của chi cùng xây dựng hàng vàng ụ ổ chiến đấu như thế này. Dọc theo hệ thống của địa đạo, các ụ ổ chiến đấu này được liên hoàn với các chiến hào bên trên. Trước chiến hào, du kích đặt nhiều hầm trong mềm cạm bẫy dây đặc, từ gần đến xa, khi phát hiện đối phương đến gần 20 mét thì mới nổ súng. Những ổ chiến đấu này được bố trí từ 3 đến 5 người nhưng có thể tiêu diệt hàng trăm đối phương trong một trận can. Trong hệ thống địa đạo có những lỗ thông hơi như thế này có tác dụng đưa không khí lên xuống địa đạo. Hầm tránh bơm với cấu trúc hình chữ A, tránh sập lở đất. Giếng nước sâu khoảng 15 mét để phục vụ ăn, uống và sinh hoạt, vì mọi mầm sống và giếng nước trên mặt đất hầu như bị Mỹ phá hủy. Đầu eo nhỏ hẹp này chỉ để người Việt Nam nhỏ con qua lại, người Mỹ cao to thì không qua lại được, nhằm ngăn chặn và tiêu hao sinh lực của đối phương. Trong bi đào du kích đặt nhiều hầm trong như thế này. Bình thường du kích lót ván qua lại để dễ dàng hoạt động. Khi phát hiện đối phương xuống được địa đạo, du kích rút ván ngụy trang đối phương xí lọc xuống những hầm trong. Hệ thống địa đạo được nối với nhau bằng một nắp bí mật. Nắp này có tác dụng là ngăn nước, hơi ngạt, khí độc khi Mỹ phát hiện được địa đạo bơm xuống. Tùy theo địa hình và dáng đất địa đạo có một số đường ra được sông Sài Gòn. Phần giới thiệu sơ lược về đạo đây là hết ạ. Bây giờ mời đồng di chuyển phía trên, hãy hướng dẫn những đoàn chúng ta tham quan thực tế địa đạo luôn ạ. Rồi bước xuống người phải nha. Quỳnh bây giờ nên giải quyết. Đi đi. Chú đọc chết rồi. Đó thôi. Đây đâu đấy. Má. Cái này vẽ phải cho này. Có được không đi hết Thảo ơi? Ngọt thở lắm nó không nghe. 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 Chị Quyên ơi, lên đây hết sức rồi. Nhanh. Chị Quyên ơi. Từ từ, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Quá, thở lắm rồi nha. Tới rồi. Tới rồi, tới rồi. Tới, tới rồi. Trời ơi, cảm ơn. Đây, đây nè. Cái đồ đất nè. Đây, đây, đây nè. Đẹp lắm. Trời đất ơi. Hồi nãy mình đi đường này. Đi khung khung thì làm sao bật được. Tôi xíu cho máy. Ở đây không? Mệt quá, ông nãy chỗ mệt quá rồi. Thôi mệt quá ai ra đi. Tôi vừa chui lên từ đường hầm thì hiện tại chúng ta tiếp tục những đường hầm, chinh phục những đường hầm tiếp theo. Thì nghe mọi người nói là chui lên cũng hơi là mệt, thì chúng ta sẽ thử mệt như thế này. Vua nước Mỹ có thể đi càng qua nhưng không phân biệt được cái nào đó không hơi cái nào đổ mối. Nhưng mà nước Mỹ thường đem theo con chó nghiệp vụ, chó bẹp rê. Khi đi ngang qua đây, nó ngửi mùi kết, nó chửa lên. Vua nước Mỹ sẽ đào sớ những chỗ này lên, bơm khói nước chất độc vào địa đạo. Đấy, bơm nước. Thì để khói chó rê này thì có nhiều kết. Cái đầu tiên, nhiều kết ta dùng tiêu ớt 15 điểm, mình rách xung quanh ở đây. Con chó ngửi thấy mùi cay, nó sạch, nó bỏ đi.
cách này chỉ được một thời gian thôi. Tại Quyên bị thắc mắc á, tại sao tới đây con chó lại sạch lại bỏ đi. Tiếp tục tờ khối này lên. Bạn Quyên đứa cho đọc bài đầu tiếp hả? Tôi là tốt nhất, vừa kết đã tìm cách đối phó tiếp theo để cho nhóm về này. Thì đầu tiên đó là mình dùng quần áo tây trang của Mỹ, cô ra cái chiến trường á. Giờ đây mình sẽ nhét lỗ hổng hơi cái này. Vì con chó cho người Mỹ nó huấn luyện, nó quen hơi chủ. Thì tới đây nó ngửi thấy mùi đến Mỹ, nó không có sủa, nó bỏ đi. Ở đây tụi mình sẽ quen là bếp hoặc cầm mặt và bếp nấu dấu khói à. Không biết gì. Con làm gì có nước vậy? Nó đang bữa qua. Chúng ta đi kia sao dấu khói là chỗ dấu khói. Mọi người bàn luôn, chú chị ơi. Không luôn à, đây à. Chú có ít thằng nguyên của con sản. Đây chính là bếp Hoàng Cầm, nơi mà chiến sĩ chúng ta dùng bữa nắng thức ăn và không có khói để tránh địch phát hiện ra. Đồ người ta đang may đấy, đứng giúp lâu rồi đó, được giúp lâu rồi. Tắm đi Việt, chụp hai đứa tắm chân.